Xin thưa các bạn, trận đấu đang diễn ra là xếp chung kết đánh ngang cầu giữa Xe Lu với Anh Nút Chợ Mới An Giang. Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Quá đẹp. Sẽ đi bóng quá kìa của Anh Nước điểm 1-0. Thằng Sang nó nhanh quá, nhanh nè. Ừ, đồng đội không mà. Xe Lu đập bóng quá nặng ký các bạn ơi, quá tự tin. Một điều cho Xe Lu. Quá đẹp. Bắt bài được rồi ha. Quá đẹp. Quả đá bóng tốt của Anh Nút. Điểm 2-1 cho Anh Nút. Bên Nút gồm có Anh Nút, Sang Phạm, Lát đồng bạc. Bên Xe Lu gồm Xe Lu, Khắp Quốc Tế và Bình An. 2-1. Đó, thấy không? Nhanh đi. Hai điều cho Xe Lu. Tập bóng tốt, điểm cho nước 3-2. Điểm 4-2 cho Anh Nút. Phát bóng lỗi. 3-4 cho Xe Lu. Hòa xử lý quá điệu nghệ, quá kinh nghiệm của Anh Nút. 5-3 cho Nút. Xe Lu là bóng ghi điểm 4-5 cho Xe Lu. Hay quá. Mình chỉ lấy bóng kinh nghiệm. 6-4. Xe Lu là cũng tốt, 5-6 cho Xe Lu. Và đá bóng số phần may mắn của Xe Lu 6-6. Phát bóng lỗi 7-6 cho nước. Xe Lu đá bóng tốt, 7-7. Có cảm giác U 53 nút và đang xuống sức. Bảy đều. Hay quá. Tiếp tục pha xử lý quá đẹp của Anh Nút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá đẹp. Quả đặt bóng chỉ là bắt của Celo. Cổ này 78 hơn 8 điểm rồi. Điểm 8 điểm Celo. Quá đẹp. Điểm 98 cho anh Út. Cái này điểm cho pha ghi điểm của Salu, điểm 9 đều. Đá đồng hả? Rồi bắt kè ra một cái này rồi. Điểm chín đều. Và phát bóng của Hoàng may mắn của khách quốc tế 19. Anh nước là bóng tốt, 10 điều cho anh nước. Mười một mười cho xe luôn. Pha xử lý quá kinh nghiệm của anh nữa. 11 đều. Đây sợ là cặp chú Lâm ơi, thông cảm. Đây sợ là cặp nó không chơi. 12 11 chơi xe luôn. Ở xong kia không được hết. 13-11 cho xe lưu. Điểm 12-13 cho nút. 13-12. 12-13 chứ. Đang tới có cái đường phạt thương gia đó. Ở trên đó xuống đây xa lắm. Mấy người xấu người xa. Tao ăn ngủ mình người chết. À tốt. Tốt quá. Bóng ngoài. 14-12. Thấy gì đó chứ, lớn tuổi rồi cái khi quánh xe ba nó cũng đâu còn sức khỏe đâu, còn tỉnh táo như bên trẻ được. Có nói là quánh xe ba là khó ăn lắm. Mười ba bốn cho nước, còn nước còn tát. Lấy bốn đeo coi.
Trời ơi, chịu tay rồi. Trắng luôn rồi, kết thúc xếp đấu xe ba này, xe lô rồi chiến thắng anh Nút.